cao cái đầu lên không, nhìn không á. Nhìn lại tóc mái của mẹ đi. Đến đây mà. Đừng có che cho mày. Thấy cho mày nè. Ok. Để cái lông trên mày nè. Bên này chưa có tóc rồi. Viết tên mẹ Hà đi. Viết cái thanh nó đậm lắm. Khỏi cũng được. Để thanh này đậm lên. Cảm ơn. Bây giờ con xin.